Hiếu Minh Hello xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì hiện tại hôm nay đang là buổi trưa ngày 8 tháng 7 đây. Ngoài trời như bác ở ngoài Bắc thì ông biết rồi, hôm nay cực kỳ nắng và gắt, nắng gắt. Với anh em thì hôm nay em đang về. Hôm nay anh em vừa dỡ ra được 23 chiếc súp đơn 40 nhá. Hàng bãi xịn của Martin. Và cái điều quan trọng là đợt này về là bãi xịn Martin cánh én bác nhá. Nếu nói về Martin cánh én thì các bác biết rồi. Là bản đời cao nhất trong dòng Martin. Kinh mà té cánh én này em quay rõ ràng này. Và số lượng em về là được 23 chiếc, 23 chiếc đấy, số lượng này 23 chiếc. Anh em vừa dỡ trời nắng quá. Anh em vừa về cơm. Thì em đây em đang quay hàng nguyên chất bãi trở về. Hàng nguyên chất bãi về gọi vận chuyển nó hơi cong căng này, còn hơi bẩn này các bác nhìn. Bẩn thì em có thể tiến hành là vệ sinh. Đối với màu trắng này em sẽ không bay sơn lại đâu, em giữ. Đây là màu gọi là màu ghi này thì em sẽ không lau lại. Vì nguyên bản nó là màu ghi các bác nhá, đối mẫu này là nguyên bản nó màu ghi. Nên em sẽ không bay sơn lại, em sẽ giữ nguyên cùng vài điểm sơn. Đấy, sơn này thì rất là đẹp, vẫn là đẹp, nguyên chất bãi trở về. Mã con này nó sẽ là KC15B, công suất là 300W, độ trở 8 ohm. Nghe đối với con súp này cấp phù hợp cho các bác cũng chơi anh em chơi gia đình với công suất tầm độ 600-700W là các bác đánh vô tư này, đánh thoát luôn tiếng đấy. Và số lượng về chỉ có 2-3 chiếc và giá thì hiện tại giá quá tốt cho mùa hè này rồi nhá. Nếu các bác nói về súp cũng như loa thì mỗi một lần em về hàng một mã là em về rất là nhiều. Chứ không phải nhập vài đôi với một đâu bác nhá, nhập 2-3 đôi một đâu, em nhập về rất là nhiều. Đấy. Và cái điều quan trọng là trong đợt này về thì hàng có thể nói là trong các lần em nhập súp thì có thể một đợt này hàng về cái Martin này là một hàng hình thức ngoài không biết, vì là cái màu trắng này thì nó dễ bị xước thôi, dễ bị xước một chút thôi, dễ xước này thôi. Nhưng bên trong thì đẹp, đẹp gần như mới bác nhá. Bên trong bác nhìn của Tử đẹp gần như mới, rất là ưng ý của Martin. Bác nhìn Martin Auto, Martin cánh én nhá bác nhá. Ở đây thì nó có cả mã mây bác nhá, mã mây trùng mã thùng nhá bác nhá. Hàng còn chưa kịp bóc ra, mã mây trùng mã thùng. Bác nhìn rõ nhá. KC1007 này. Trùng mã thùng sau luôn. Ông lật thôi. Ở đây còn nguyên đai này. Nguyên đai phấn này, em chưa lau rồi, nhìn thấy chưa? Nguyên đai phấn này. Vừa mới tháo ra thôi. Nguyên đai phấn luôn. Phấn từ đẹp. Từ 220 co 100. Và giá em bán giá bằng chỉ bằng chiếc súp điện bát 30, giá sập sàn luôn. Cậu lật cho tớ ạ. Đây phần nhện nhá. Đối với hàng bãi thì em sẽ bao zin bao xịn, các bác nhận hàng mở cả ruột ra xem thoải mái luôn. Đấy. Bác xem này. Số lượng không nhiều bác, nhưng tay vì dòng 40 bác kia một lần trước em về như thế. Số lượng mỗi lần về rất là nhiều, nhưng mà số lượng các bác đặt hàng quá đông nên là gần như mỗi lần về bát 40 là em cháy hàng luôn. Nên là hôm nay em trong báo video và cái giá sẽ tốt hơn lần trước. Mở đây là hàng Martin cánh én bác nhá. Vì trong mùa hè này em mong muốn là nhập được giá tốt, bán cho bác giá tốt để hàng đi nhanh để em tiếp tục nhập hàng tiếp. Đấy, à, cái tiêu chí mà bên Hiếu Minh muốn báo cho bác luôn. Báo cáo bác luôn. Từ 220 chạy từ 220 co 100. Đây vì sao em phải nói điều này, vì nó thứ nhất ở ngoài trước nó có mút e căng lưới dày nhá, lưới dày này ngăn bụi. Lên trong màng nó rất là sạch thì em mới bảo là bên trong nội thất gần như mới. Có ngõ ngoài vỏ xước sang chút thì nó màu trắng dễ xước. Đấy. Đây bên trong thùng bác nhìn này. Rất nhiều bông tiêu âm. Cái lô này rất là ưng ý, con nào cũng vậy. Đẹp, zin. Cậu nhấc hẳn đây, nhấc hẳn đây. Nhấc dây. Đây, con bông tiêu âm con này có những phần cái lô lần trước em về thì nó các bông tiêu âm đã chuyển ngả màu rồi, nhưng nó về còn đẹp. Phải nói rất là ưng ý lô này. Đẹp xuất sắc luôn đấy các bạn ạ. Phải nói từ đẹp xuất sắc. Vì ở ngoài như em nói là vận chuyển bây giờ thì không tránh được. Mới nhất là cái màu ghi này thì không tránh được, coi xuất sát em sẽ lau đi thôi. Con này em sẽ không bay sơn, em sẽ lau đi thôi. Nguyên chất bãi cũng như là nguyên chất sơn zin nó. Đấy. Số lượng về chỉ 23 chiếc thôi nhá. Các bác đếm đây. 3 này, 7 này, 8, 7 này, 3 10, 13, 16, 19, 22, 23. Đấy. Chỉ được đúng 23 chiếc thôi. Cậu lật cho mình với cái. Nguyên màu sơn zin. Mã trùng CD bác nhá. Bác nhìn này. Cậu lật nghiêng đi, nhìn nó quay rõ luôn. Lật hẳn ra. Lật hẳn quay ngược lại cho anh mình đấy.
mã trùng CD, Martin Auto, hàng bãi xịn, hàng hiệu của Anh Quốc, England, 300W là phù hợp cho các bác đánh con đẩy nó chỉ tầm một kênh nhá, một kênh chỉ tầm 600-700W là bác đánh vô tư. Nên là mẫu này rất phù hợp cho bác chơi gia đình. Vừa lưới vì em đây quay đều buổi trưa nó phản sáng nhìn sáng hắt ngược lại. Chúng còn nhìn rất là đẹp, nhìn rất là đẹp. Thùng có sơn tí thì em giữ nguyên chất sơn đấy vì nó vũ màu đen thì em có thể quật sơn một số điểm này, nhưng mà lau cái đi lau trắng sạch hơn em bọc ni lông vào bác là đẹp rồi. Nguyên chất sơn lì sơn. Sơn bảy sần lì sơn này bác này. Đấy, nguyên chất sơn xịn nó. Đẹp. Và rất ưng ý phần trong nội thất. Đẹp gần như mới luôn. Thì giá ở dưới xanh đưa đề bác nhá. Một cái giá có thể nói là sập sàn. Sập sàn đối với dòng Super 40 này. Super 40 vì sao lại phù hợp cho bác chơi gia đình? Vì thứ nhất là kích thước của nó nhỏ gọn. Nhỏ gọn bác nhá. Kích thước nhỏ gọn thôi. Một gang này. Hai gang. Kích thước nó chỉ tầm 45 về sâu 45 này. 1 gang, 2 gang, 45. Đấy. Thì nhâm cao chắc khoảng 60. Nhỏ gọn, vuông vắn, các bác để vào gia đình nó gọn, gàng, cũng như là công suất nó vừa phải, các bác có thể chơi với những dòng đẩy kèm với câu đẩy công suất được. Chứ những con súp 50 nhiều khi công suất nó lớn quá là bác chơi cũng hơi khó bởi cái thùng nó to. Đấy. Và nhất là mẫu này là mẫu Martin cánh én bác nhá, bác lưu ý này, mẫu Martin cánh én chứ không phải mẫu Martin thường bác nhá. Em xin nhắc lại mẫu Martin cánh én, hàng súp xịn Martin cánh én. Nhắc đến mẫu Martin cánh én thì các bác xem, nếu mà các bác đã yêu là bãi các bác biết rồi. Đấy. Thì các bác nào nhu cầu yêu mến đối sản phẩm súp bãi bát 40 thì có thể liên hệ trực tiếp bên Hướng Minh qua hai số điện thoại là 0919182233 hoặc đến cơ sở các cơ sở cửa hàng em là 451 Quang Trung Hà Đông Hà Nội hoặc 154 Nguyễn Đức Thuận Gia Lâm Hà Nội để được các bạn nhân viên hướng dẫn và tư vấn. Và hoặc là các bác có nhu cầu trả góp từ xa hoặc các bác lên đơn hàng từ xa thì có liên hệ em qua hai số điện thoại trên. Cũng như là đối mẫu này nhá bác nhá, nó cực kỳ chắc chắn là ngoài ở hai bên có hai cái ke nhôm bác nhá, nhìn này, hai ke nhôm nhá chứ không phải bắt bình thường ốc đâu nhá bác, nhìn này, quên chưa quay thì các bác đây ốc này. Ốc lục bắt bên cạnh nhá. Ốc lục bắt bên cạnh này, thằng bãi xịn nó ốc lục bắt bên cạnh này. Có cả ke nhôm mà nhá. Nhìn nó rất là sang. Đấy, các bác nhìn rõ không ạ? Nó rất là sang so với các bình thường, các mắc Martin bản bình thường của bản cái én này, nó chỉ cài thôi. Hoặc bác bắt cái vít lên, nhìn nó không đẹp sang như cái dòng này đâu. Đây là hai bên là ke nhôm bắt ốc lục. Đấy. Thùng thì thùng ván ép. Thùng ván ép chống nước các bác nhá. Các bác để ngoài trời vô tư. Số lượng chỉ được 23 chiếc thôi. Thì các bạn nhanh tay có liên trực tiếp bên Hướng Minh qua hai số điện thoại đây. Và video của đây kết thúc và cảm ơn các bạn xem cũng ủng hộ video của mình. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.